điểm mẻ thị trường Khang xin chào. Hướng tới phân khúc khách hàng tầm trung và yêu cầu mức cấu hình khá, Lenovo đã cho ra đời sản phẩm IdeaPad 520 với những đặc điểm thiết kế và cấu hình rất là đáng chú ý. Đi vào tổng quan của thiết kế, IdeaPad 520 nổi bật với một thiết kế vỏ từ kim loại nhám. Các góc được bo tròn với viền cắt kim cương bao quanh thân, tạo nên một vẻ sang trọng và cao cấp cho máy. Màn hình 15.6 inch với độ phân giải là Full HD, trang bị tấm nền IPS, công nghệ anti-glare chống chói cho hình ảnh với độ sắc nét cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh. Bàn phím của máy chính là Full Size, tích hợp bàn phím số dạng checklist, giúp cho công việc nhập liệu, đặc biệt là với dân văn phòng, sẽ trở nên dễ dàng hơn. Touchpad cảm ứng đa điểm nhạy, các thao tác chạm, vuốt hay nhấn đều trở nên dễ dàng. Đặc biệt là Lenovo IdeaPad 520 được trang bị thêm bảo mật vân tay. Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như sau. Ở cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng sạc, cổng mạng LAN, cổng HDMI, hai cổng USB 3.0, một jack cắm tai nghe, một USB Type-C và một khe cắm thẻ nhớ. Bên cạnh phải của chúng ta sẽ có một ổ đĩa quang giúp cho việc cài các chương trình, phần mềm cũng như là học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn. Máy được trang bị bộ vi xử lý trung tâm Core i5 thế hệ thứ 7 của Intel với bộ nhớ cache là 3MB, RAM 8MB, DDR4 cho khả năng chuyển đổi nền mạch giữa các tab web, chạy đa nhiệm mượt mà không xảy ra hiện tượng giật lag. Ổ cứng 1TB với tốc độ vòng quay là 5.400 vòng trên phút cho không gian lưu trữ dữ liệu thoải mái. IdeaPad 520 còn được trang bị một card đồ họa rời Nvidia GeForce 940MX tăng hiệu suất xử lý đồ họa lên đến gấp 3 lần. Chơi game, chỉnh sửa video hay là Photoshop cũng được thực hiện một cách dễ dàng. IdeaPad 520 thừa hưởng chất lượng âm thanh tuyệt vời của IdeaPad 320. Bạn sẽ có những trải nghiệm âm thanh trong trẻo, rõ ràng đến từng chi tiết, không bị rè ngay cả khi điều chỉnh với bất kỳ âm lượng nào. Bên cạnh đó thì IdeaPad 520 cũng sở hữu một viên pin 2 cell cho thời lượng sử dụng khá là dài. Và trên đây chính là một số những thông tin cơ bản về sản phẩm laptop Lenovo IdeaPad 520. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của An Khang.